Paul Fan Club đặt một chân xuống hạng, Quang Hải sẵn sàng cho thương vụ lớn. Thời điểm Quang Hải nói lời chia tay với Paul Fan Club sẽ không còn xa. Cú trượt dài của Paul Fan Club. Chỉ cách đây một tháng, Paul Fan Club còn nằm ở vị trí an toàn sau chiến thắng 2-1 trước Gillingham trên sân nhà. Nhưng kể từ sau trận đấu đó, đội chủ sân Nottingham bỗng nhiên bước vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng. 4 trận gần nhất tại Ligue 2, Paul Fan Club chỉ kiếm được 1 điểm. Đáng buồn hơn, trong 4 trận đấu này họ phải nhận tổng cộng tới 14 bàn thua. Sau vòng đấu thứ 36, Paul Fan Club đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Với 2 trận đấu đầy khó khăn trước mắt, nguy cơ rớt hạng của thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot đang là rất lớn. Trước tình thế khó khăn, những điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Didier Tholot không mang tới hiệu quả đáng kể. Hàng thủ Paul Fan Club thường tỏ ra mong manh và bị đối phương xuyên thủng một cách dễ dàng. Trong khi đó, những nhân tố trên hàng công phong độ cũng khá trồi sụt. Ở vòng đấu tiếp theo, Paul Fan Club làm khách trên sân của Rodez. Đây cũng chính là đội bóng mà Quang Hải từng chọc thủng lưới ở giai đoạn lượt đi Ligue 2. Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Nội dường như không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Didier Tholot trong trận lượt về. Quang Hải chuẩn bị cho thương vụ lớn. Tuy hợp đồng với Paul Fan Club kéo dài tới 2 năm nhưng Quang Hải đã sẵn sàng chia tay đội bóng này vào cuối mùa giải 2022-23. Thời gian qua, dù không có cơ hội ra sân nhưng quả bóng vàng Việt Nam 2018 vẫn rất chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt nhằm duy trì một trạng thái thể lực ổn định. Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, người đại diện của Quang Hải đã liên hệ với một số đội bóng Thai League. Nhiều khả năng tiền vệ 26 tuổi sẽ gia nhập Thai League trong thời gian tới. Một điều thuận lợi với Quang Hải là mùa giải ở Pháp và Thái Lan kết thúc cùng thời điểm. Như vậy, nhà vô địch AFF Cup 2018 cùng người đại diện sẽ có thêm thời gian đàm phán nhằm tìm một bến đỗ phù hợp nhất. Bên cạnh yêu cầu về mức lương, việc thi đấu tại AFC Champions League cũng là một mong muốn của Quang Hải. Tiền vệ người Hà Nội từng tỏa sáng ở AFC Cup nhưng chưa có dịp trải nghiệm tại đấu trường danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ châu Á. Cũng theo truyền thông Thái Lan, cách đây vài năm câu lạc bộ nổi tiếng Muangthong United từng đặt vấn đề với Quang Hải. Tuy nhiên, cuộc thương lượng đã không thành do những khác biệt của đôi bên. Ngoài việc hướng tới một thương vụ chuyển nhượng mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp, Quang Hải cũng đang chờ ngày trở lại với đội tuyển Việt Nam. Lần gần đây nhất anh thi đấu cho đội tuyển là trận chung kết AFF Cup 2022. Ở đợt tập trung đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Trucci, Quang Hải đã không có tên trong danh sách. Dù vậy, nhà cầm quân người Pháp vẫn luôn khẳng định Quang Hải là một phần quan trọng trong chiến lược của ông. Dự kiến, trận đấu gặp Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 6 tới sẽ là lần đầu tiên tiền vệ người Hà Nội ra sân cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trucci. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.